bắt đầu nói chuyện với chồng hơn về là về công việc, về con cái này, về định hướng để là xem là hai vợ chồng nên như thế nào. Tại vì không thể sống như thế này mãi được. Thì anh ấy ngay lúc đấy là rất là đồng ý với là đi làm. Mình xin cho chồng mình vào công ty mình đang làm. Và vào cái thì chị giám đốc chị rất là ưng, thì chị cho lên chức giám đốc điều hành luôn. Wow. Gia đình anh thì nó có một cái dở như này, kinh tế bấp bênh suốt một giai đoạn đầu hôn nhân khá là dài. Nghĩa là chị có công việc ổn định thì anh nghỉ làm, anh có một công việc tốt thì chị lại nghỉ làm. Cứ như vậy, tại vì lần lượt là để ba đứa con mà. Rồi chăm các thứ. Thế là thành ra là vợ nghỉ thì hầu hết là ở cái giai đoạn sinh con như đấy. Thì cái giai đoạn đấy thì mình lại rất hiên ngang, dũng cảm, mình lao lên, mình kiếm các thứ. Sau đấy nó như một cái dớp nào đó thì mình lại lùi về hậu trường để mình làm những cái công việc khác, kể cả công việc hiện tại của anh. Viết chuyện hay là làm YouTube thì nó cũng là cái công việc để mà anh có thể quán xuyến được việc nhà. Nhưng bây giờ em rất muốn nghe từ phía cả hai bên, mình hãy kể ba tật xấu của đối phương. Ba. Vâng. Nhiều khi là mình chưa muốn làm ngay một việc gì đấy. Cái việc đấy thì nó hoàn toàn là có thể gác lại một chút thời gian. Nhưng mà với vợ mình thì là anh làm đi, nói những gì mình đứng dậy mình làm thôi. Đấy là một cái rất là khó chịu. Thỉnh thoảng nó gây cho mình là khó chịu. Thế còn chị thì sao? Rất là thấy anh nhiều tật xấu. Thứ nhất là lười. Anh ấy thì luôn luôn là trì hoãn. Ví dụ như rồi em cứ để đấy đi, thì anh rửa bát ra, em cứ đi làm đi. Nhưng mà về bát đĩa còn nguyên, thậm chí là gối đầu bát đĩa luôn, từ sáng đến trưa và từ trưa đến chiều. Thế là lại cãi nhau. Ngày xưa. Lại cãi nhau. Nhưng mà cái tật xấu đấy đến bây giờ là anh đã cải thiện được rồi đúng không ạ? Vậy tính đến thời điểm này thì chị còn nhìn thấy anh còn cái tật xấu gì mà rất muốn nói? Khi mà khi yêu ấy thì có thể chờ 45 phút hết một cuộn băng để đợi chờ nhau cùng đi chơi. Nhưng mà bây giờ xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Vì sao mình cưới, một chương trình luôn mang tới khán giả những cặp đôi có rất nhiều câu chuyện để kể cho chúng mình. Và ngày hôm nay mình có một cặp đôi rất là tuyệt vời để khai thác. Không để khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa thì xin phép giới thiệu cặp đôi ngày hôm nay. Xin chào hai bạn, mình là Chí Cương, năm nay là 40 tuổi. Hiện tại thì mình đang viết và đọc truyện ở trên YouTube. Ui, viết và đọc truyện ở trên YouTube. Ok. Còn mình là Thế Anh, master thiên tâm. Hay chị làm hai ngành nghề không thấy liên quan gì đến nhau. Không hề liên quan gì luôn. Cơ duyên nào khiến cho hai người với hai ngành nghề hoàn toàn không liên quan gì đến nhau lại gặp gỡ được nhau như vậy ạ? Cái này thì lúc gặp nhau còn trẻ mà, xanh và non mà. Xanh và non. 19, 20 tuổi. Wow. Thì tính đến thời điểm này thì anh chị đã gắn bó với nhau được bao nhiêu năm ạ? Mình yêu nhau được 5 năm và kết hôn được 15 năm. Xong rồi năm thứ 16. Ui, tính ra là được 20 năm. 21 năm rồi đấy. 21 năm. Và đây là tình đầu. Wow. Đấy là bạn Thanh Mai chúc mừng. Còn... đây là tình đầu của chị, còn chị có phải tình đầu của anh không ạ? Mà là biết là không rồi. Nhưng không phải trả lời mà là biết là không rồi. Ăn thì cần rất nhiều tình đầu anh. Chính xác. Tình nào cũng như tình đầu. Cơ duyên gì đã khiến hai người gặp nhau? Nó rất là một cái câu chuyện, nó rất là dài mà. Tức là mình là một cái nhóm 5 bạn trai đi chơi với 3 bạn gái mới quen. Mình chỉ là mang tính là đi quan sát thôi. Ok. Mình giới thiệu là cho một bạn khác. Bạn đấy không đến được thì là lại có một người khác tiếp cận. Sau rồi đi chơi được nửa đường thì lại có điện thoại về nhà, thế là mình mới đến được. Wow. Là, thế là các đối thủ của anh là tự động rơi rụng dần. Thế mà không cần phải làm gì tự nhiên. Không phải làm gì. Thật ra thì mình rất là bất ngờ vì mình không nghĩ là mình được đi giới thiệu đâu. Chỉ là bạn chị họ bảo là hôm nay mình còn muốn đi chơi không. Thì ở nhà rảnh thì bảo thì đi chơi. Nhưng mà không biết là những người đấy là có mục đích là giới thiệu. Wow. Thế là cũng rất là bất ngờ thôi. Thế thì ấn tượng đầu tiên từ phía chị đối với anh ấy là như thế nào? Thật ra là 19 tuổi nhưng mà mình chưa có khái niệm gì muốn yêu một ai đấy đâu. Tính vẫn hơi bị trẻ con, đi chơi chỉ là để đi chơi cho vui thôi và không để ý mặt các anh chàng đấy, trông thậm chí đến bây giờ không nhớ được cái người mà anh bảo là giữa đường đi về là trông mặt mũi như thế nào đó. Điều gì đã khiến anh gọi là còn cảm tình với chị? Nhà vợ mình thì có một cái ấn tượng rất đặc biệt. Thì vẫn nhớ là hôm đấy là đi một là đôi guốc mặc một cái quần bò màu xanh, một cái áo len cổ lọ. Ui. Cũng màu xanh dương. 21 năm mà vẫn nhớ rất rõ. Tóc thì rất là dài, đen lắm, dày lắm, rất là đẹp.
mặt thì nhìn đấy, nhìn mình rất là chảnh, rất là khó chịu. Thế là mình nhìn là mình đã thích ngay từ lúc đó rồi. Buổi gặp đầu tiên có để lại cho chị ấn tượng gì nhiều về anh không? Có hai cái ấn tượng không thể quên được. Một là mời em lên xe. Oh. Rất kiểu formal. Cái ấn tượng thứ hai là một lúc sau là đi không thấy đội bạn đâu cả, chỉ thấy mỗi hai đứa đi tách riêng. Không hiểu ông này Hồng ấy chở mình đi kiểu gì, mình quay lại còn không thấy bà chị họ đâu nữa. Anh ơi, em hỏi thật là hồi đấy anh bị lạc thật hay là anh cố tình lạc? Tất nhiên là mình phải có bài của mình. À, có bài, tất cả đều có tính toán hết. Sau đấy thì là mọi người không biết ngày xưa nó có một cái quán đi mát Hai Bà Trưng rất là nổi tiếng. Bây giờ thì không còn nữa rồi. Thì mời vào đấy uống trà. Thì thật ra là mình rất là sống tính, ham ăn với cả ham chơi. Thế là khi mà vào cái thì ngoài gọi nước ra anh gọi lúc 5 gói thịt bò khô, thế là thôi, kết anh luôn. Vì là vì đồ ăn. Mình thì không quan tâm đến giá cả. Nhưng mình chỉ biết là gọi cách hào phóng như thế, mình rất ghét đàn ông kibo. Nếu mà như thế là mình đã thấy là cái tính phóng khoáng rồi. Là không kibo ấy là một điểm để duyệt rồi. Anh ấy đã chơi một cái bài rất là khôn khéo này, rất là tính toán này, và chị đã một phát ăn ngay. Vậy thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Có phải là hôm đó là đã tỏ tình luôn không? Tình yêu của mình thì mình quen từ ngày 6 tháng 10. Vâng. Và bắt đầu kết đôi là ngày 16 tháng 11. 16. Sau hơn 1 tháng. Sao anh nhớ rõ thế nhỉ? Mình nhớ rất là rõ, nhưng mà nó khó một cái như này. Nghĩa là lúc đó thì cái cậu bạn của mình mà quen với cả cái cô kia thì đã vừa chia tay. Mà ngày xưa hay nói nó rất là khó. Không Facebook, không Zalo, không có Yahoo gì cả. Chỉ có mỗi một cái điện thoại bàn thôi. Mà để gọi, để mà đặt được một cái cuộc hẹn đi chơi là thứ tư hàng tuần. Thứ tư hàng tuần mình nhớ giai đoạn đó, cứ thứ tư là mưa. Cứ gội đầu, chuẩn bị quần áo rất là sạch sẽ, chuẩn bị đi chơi thì thứ tư là mưa. Một tuần mưa là chỉ khoảng hôm đấy là đầu tiên. Tuần sau đó đến thứ tư mưa, sau nữa thứ tư mưa. Sau nữa đến thứ tư không mưa, sướng, đến nó bảo chia tay rồi. Ôi trời ơi. Thế là chia tay cái cầu nối duy nhất của mình. Wow. Mình không biết làm thế nào để mà lúc ấy mình rất là thích rồi. Thì một cái buổi đi chơi như vậy thì mình rất là thích, nhưng mình rất muốn gặp, nhưng mình không biết làm cách nào để gặp. Cuối cùng cái thằng bạn đó nó đòi hỏi rất là nhiều thứ, cuối cùng mình mới lấy được cái số điện thoại của cái bà mối đấy. Tức là anh chị gặp nhau và sau đó suốt một tháng trời là không có cơ hội để gần gặp một nhau tháng, lần nữa. Gần một tháng là không thể gặp nhau được. Cô này thì cho là thơ thôi. Quên luôn mình... rồi, xong rồi đi ăn xong rồi thịt bò khô xong uống cốc trà chỉ cảm động lúc đấy thôi. Xong về là quên rồi. Ôi giời ơi. Sau khi đã xin được số điện thoại rồi, chắc chắn là đấy là những dòng số quý giá nhất cuộc đời anh lúc đó. Thế thì em rất muốn biết là anh đã lên chiến lược như thế nào? Sau khi gọi một cuộc điện thoại định mệnh thì sắp xếp một cuộc hẹn. Thì lát sau thì nghe cuộc điện thoại của anh này. Thế là bác bảo thế là phải đi chơi, nghĩ một lúc. Ok, đồng ý. Cái khóa trị từ bạn bè mới quen cho đến khi bạn đào nhận lời yêu thì nó diễn ra như thế nào? Nó có khá nhiều kỷ niệm mà mình vẫn nhớ rất là rõ. Ngay sau cái buổi tối đi chơi đấy thì là vợ mình nói một câu là anh ơi em muốn lên hồ. Ngày xưa đi chơi hồ là Hồ Tây, mình trong đầu nghĩ là Hồ Hoàn Kiếm. Mới vào quán cà phê cho Hàng Hành mình vẫn nhớ. Hôm đấy thì mẹ ngày xưa thì chiều lắm, mỗi lần khoe là hôm nay còn có người yêu đi chơi người yêu đấy. Mà cho tờ trâu xanh 50.000 ngày xưa. Là ung dung vào quán cà phê 3.500 gốc cà phê. Mình tính ở trong đầu là cô này đi mới đi chơi kiểu gì cũng cam bắt không đường không đá 20.000 giữ sức qua cầu thì thường xuyên thoải mái. Tức là vào đang ngồi thì có một cái bạn mặc áo dài, mình nhìn thấy từ ngoài cửa mình cay rồi, đâu phải chị, tại vì vợ mình ngồi đối diện với mình. Bà đi từ sau lưng vào, anh ơi anh mua tặng chị bó hoa. Mà phải nếu không mua là không được. Chắc chắn là phải mua. Cho em xoay một bó đẹp nhất. Rút từ 50.000 duy nhất ra, được trả lại có 20.000. 30.000 một bó hoa. Đúng rồi. Mình nhớ là chỉ được trả lại, nghĩa là cái tiền trong túi của mình không đủ để chi trả cái bữa đồ uống cho. Nhưng mà chắc chắn là mình phải rút, mình không rút là mình lại vụt mất một lần nữa. Xong rồi phải để người yêu ngồi lại trên đấy một chút đi vệ sinh rồi xuống. Ngày xưa thì nó không có điện thoại di động như bây giờ. Xuống quầy lễ tân rồi gọi cầu cứu. Tiền đấy để trả tiền cà phê. Các bạn nó đến xong rồi nhìn thấy nó nhìn ngồi trên tầng 2 nhìn xuống nó đang đến ở dưới sân là ok anh lại đi vệ sinh lần nữa. Lúc đó mới yên tâm. Thì rất là nguy hiểm. Có ai nhận ra điều đấy không? Anh thấy còn những buổi sau thì có gặp những cái tình huống khó xử như thế không? Nhiều lắm em. Số lắc sợ không đủ. Thế bao nhiêu tình huống khó xử như thế thì mới đến đoạn là anh chốt là tôi sẽ tỏ tình với cô gái này. Chuyện của mình phải có sự chuẩn bị rất là công phu. Ngày xưa là nó có cái dịch vụ là chèo thuyền Hồ Tây. Dù bạn gái đi chèo thuyền
Thế xong ra đến thật xa, đến cái phao giới hạn ngoài cùng ấy, thì bảo là bây giờ là mình bắt đầu tỏ tình, là đấy là anh yêu em ấy, nhưng mà ngay bây giờ em phải trả lời anh. Không trả lời là cho solo. Và trong mình cũng được, nếu không trả lời là anh vứt hai cái máy trèo. Không, anh vứt hai máy trèo xuống, vứt hai máy trèo thì vứt em. Em trả lời có cũng được và không được, đại loại là muốn dứt khoát. Ngày hôm đấy thì cú chốt nó thế nào anh? Vừa anh nói là không. Ôi, em sống. Trái tim anh lúc đấy bị tan vỡ không? Có chứ, rất là hay, tại vì sau khi mà lên bờ, ngồi trên xe, đèo đi thì tự nhiên lại được ôm. Biến tâm lý của chị phức tạp quá. Trên đấy là quay tay. Chị giải thích hộ em cái. Thật ra thì lúc đấy thì chưa đổ hẳn. Mình muốn kéo dài khoảng thời gian này thêm một thời gian nữa thì mình sẽ nhận lời yêu. Thế nhưng mà mình cũng cảm thấy đây là một người tốt. Nếu mà mình từ chối như anh đi mất hẳn thì sao, thì lại không tiếc. Thế là cho một tín hiệu nhẹ nhàng nhưng không nói hẳn là em yêu anh, tại vì mình không muốn nói cái từ đấy ra. Khi mà đã hai người đã mặt trong như đã, mặt ngoài còn e như vậy thì bao lâu sau hai người có nụ hôn đầu tiên? Cái này là một cái kỷ niệm buồn. Ôi rồi ôi, cả hai kẻ luôn. Cái nụ hôn đầu tiên thì nó diễn ra sau đấy khá là nhanh, khoảng 2 ngày sau cái ôm đầu tiên thì có một cái nụ hôn đầu tiên, nhưng mà nó là một cái sự cố rất là đáng tiếc và đến bây giờ vẫn rất là hối hận. Wow. Cái này thì thôi để cho bà xã chia sẻ. Mình là kiểu con gái nó cũng cổ. Truyền thống. Truyền thống. Tại vì đây là người yêu đầu tiên. Tức là mình tưởng tượng là nó sẽ rất là nhẹ nhàng, như kiểu là hôn cái lên má hoặc hôn cái lên trán hoặc là nhẹ như thế này thôi, vào môi thôi. Nhưng đấy anh lại biểu diễn nụ hôn phát. Thật sự là sốc. Làm lố đấy. Làm lố. Là lúc đấy rất sốc. Hôm đấy thật sự là nổ điên. Ui. Nổ điên mà lúc đấy thì bắt đầu mình muốn tát cho cái con người đấy một cái. Điên hết cả người, đẩy hết nó ra, đẩy cái chai ra. Wow. Và mình đi bộ từ Hồ Tây về nhà mình, nhà mình hàng động. Úi dồi, anh có đuổi theo không? Chắc chắn rồi, anh cũng đoà. Anh cũng đoà, anh đi bộ rồi mình dắt đầu tiên thì đi xe máy đi theo em ơi có gì đấy anh, mình không biết là mình sai. Tại vì mình nếu mình đốt vài xe hôn bình thường với mình, đó là một cái nụ hôn rất là bình thường và mình thích hôn kiểu đó. Anh không hiểu là anh sai cái gì. Wow. Chỉ biết là tự nhiên lại bỏ về như thế, về đến tận nhà. Về nhà thì mình sau lần đấy là quyết định sẽ chia tay này, thấy không hợp với mình. Wow. Sau đấy mình tránh không gặp mặt nữa. Wow. Nụ hôn đầu tiên đã mang lại một cái kết quả không ai tưởng tượng được. Mình cảm thấy rất là vô tội, mình bấu víu vào tất cả những cái gì mình có thể bấu. Thế thì may quá, vẫn là cô chị họ đấy. Giải quả cho cái đấy, tức là dành một cái buổi phụ đạo về lớp dạy hôn các kiểu. Thì đoạn này mới hiểu, thì ra đấy là hôn. Tức là lúc đó về sau mà mình nói là về sau về nằm mơ là thấy con rắn nó bò vào trong mồm. Con rắn nó bò vào trong mồm. Tức là cảm giác với các anh lúc đấy là đấy là một cái gì đó nó rất là bệnh hoạn của một người biến thái. Còn với anh thì nó là một cái điều bình thường và rất là lãng mạn nữa. Lãng mạn mình muốn kiểu Pháp mà. Mình muốn làm cái gì nó cũng lãng mạn, thế là về sau mới là phải nhờ cái người chị họ đấy. Thế sau khi đã hiểu về các kiểu hôn đó thì chị có cảm thấy thương anh không, rằng là đã trách oan anh không? Không. Chứ cả mình trách là anh đã phá nát cái nụ hôn đầu đời của em. Em phải tưởng tượng nó phải nhẹ nhàng như nào, thật là kinh khủng ấy. Vậy thì bao nhiêu lâu sau đó hai anh chị mới làm chuyện ấy? Ôi, một nụ hôn mà nó đã khó khăn đến thế rồi. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2005 là ngày cưới. Vậy là anh chị đã chờ cho đến khi 5 năm kết hôn mới chính thức là... Đúng là như vậy, nghĩa là mình đã một lần như thế rồi thì mình không thể nào làm tiếp một hành động gì mà vợ mình lại nghĩ mình là thằng bệnh hoạn. Wow. Bởi vì ngày mà bọn mình cưới nhau ấy thì là mình cũng không biết gì mà, thì là mình có một cái tiệc độc thân trước khi cưới. Thì bắt đầu là mời tất cả anh em bạn bè thân lúc ấy khoảng hơn chục hẳn. Làm như thế nào mà dạy ra. Là ngồi dậy hỏi cặn kẽ từng chút một. Nào là phải mắt nhìn lên trần nhà, răng rắn nhẹ vào lưỡi không nhớ, từng chút một, nghĩa là lúc ấy hướng dẫn nhẹ vào lưỡi không? để giữ để nó không được
không ra ra trận quá sớm. Cái loại là đầu phải tưởng tượng với một cái gì đó khác chứ không được nhìn vào người. Wow, thế là anh chị đã cưới nhau về vào ngày Valentine, phải không ạ? Vậy thì đêm hôm đó có làm chuyện nào? Chiều à? Về ngay và luôn. À, về đợi ngay và bao nhiêu lâu rồi? Đợi bao nhiêu lâu rồi? Đến buổi trưa về. Đấy gọi là chiều tân hôn chứ phải đến tân hôn. Chị cảm nhận như thế nào khi mà lần đầu tiên của cả hai người? Ổn lắm. Cái lần đầu tiên đấy cũng làm cho mình mơ ác mộng. Là cũng sợ. Không biết là sau bao lâu thì chị mới vượt qua được cái nỗi sợ đó và đẹp. Và cảm thấy thoải mái hơn, cởi mở hơn với anh. Sau lần đấy thì bảo với chồng là chắc là mình không sinh con nuôi đâu, em sẽ đẻ em bé. Ủa, lúc đầu thì là định sinh con nuôi, không định đẻ. Tức là sao làm xong rồi. Sao chiều hôm đấy là chị đã quyết định là sau đấy 1-2 hôm. Thì bây giờ anh chị có thể chia sẻ với em là cuộc sống sau hôn nhân khác gì so với cuộc sống trước hôn nhân không? Giai đoạn mà sau khi vợ chồng anh cưới nhau, em có đứng một cái khủng hoảng rất là lớn. Là lúc đấy là cái kinh doanh đầu đời của anh nó bị hỏng. Là anh mất phương hướng, anh cứ ở nhà anh chơi không à, chơi game á. Vâng. Vợ anh thì đi làm kiếm tiền, xong rồi về nhà nấu cơm, hoặc là làm hết được nhà. Nghĩa là anh chỉ có ngồi ôm một cái máy tính chơi game thôi. Là vợ thì ôm hết. Anh có một cái, phải nói là có một cái may mắn, thì vợ anh chịu đựng rất là tốt. Về sau này vợ anh mới nói chuyện với anh. Đi xem thầy nói là đẻ đứa đầu tiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến anh, nó sẽ không tốt. Thế là cho nên là vợ anh chấp nhận cái giai đoạn mấy năm đấy của anh. Vợ thì cứ làm hết, đi làm vất vả lắm. Nhớ là hôm sau đi đẻ, hôm trước vẫn đi làm. To đùng lại, vẫn đi làm. Tất nhiên bây giờ thì mình rất là hối hận về cái giai đoạn thời gian đó. Nhưng mà ở ngay tại cái thời điểm đó thì mình thấy mình rất là bình thường. Rất là thành thói quen luôn. Thành một cái thói quen xấu rồi. Cái tình trạng đấy nó diễn ra bao nhiêu lâu ạ? Đến 2007. Tức là tính theo năm. 2 năm. 2006 đến 2007. Chị cứ tần tảo chịu đựng và cảm thông cho anh suốt 2 năm như vậy. 12 năm. Sau một thời gian như thế thì mình cũng nói chuyện với chồng là bắt đầu nói chuyện với chồng hơn về công việc, về con cái này, về định hướng để là xem là hai vợ chồng nên như thế nào. Tại vì không thể sống như thế này mãi được. Thì anh ấy ngay lúc đấy là rất là đồng ý với là đi làm. Và mình xin cho chồng mình vào công ty mình đang làm. Và vào cái thì chị giám đốc chị rất là ưng, thì chị cho lên chức giám đốc điều hành luôn. Wow. Gia đình anh thì nó có một cái dở như này, kinh tế bấp bênh suốt một cái giai đoạn đầu hôn nhân khá là dài. Nghĩa là chị có công việc ổn định thì anh nghỉ làm, anh có một công việc tốt thì chị lại nghỉ làm. Cứ như vậy, tại vì lần lượt là để 3 đứa con mà. Rồi chăm các thứ. Thế là thành ra là vợ nghỉ thì hầu hết là ở cái giai đoạn sinh con như đấy. Thì cái giai đoạn đấy thì mình lại rất hiên ngang, dũng cảm, mình lao lên, mình kiếm các thứ. Sau đấy nó như một cái dớp nào đó thì mình lại lùi về hậu trường để mình làm những cái công việc khác, kể cả công việc hiện tại của anh. Viết chuyện hay là làm YouTube. Thì nó cũng là cái công việc để mà anh có thể quán xuyến được việc nhà. Nhưng bây giờ em rất muốn nghe từ phía cả hai bên. Mình hãy kể 3 tật xấu của đối phương. 3. Vâng. Nhiều khi là mình chưa muốn làm ngay một việc gì đấy. Cái việc đấy thì nó hoàn toàn là có thể gác lại một chút thời gian. Nhưng mà với vợ mình thì là anh làm đi, nói những cái gì mình đứng dậy mình làm thì thôi. Đấy là một cái rất là khó chịu. Thỉnh thoảng nó gây cho mình khó chịu. Thế nên chị thì sao? Rất là thấy anh nhiều tật xấu. Thứ nhất là lười. Mình thì luôn luôn là trì hoãn. Ví dụ như rồi em cứ để đấy đi, thì anh rửa bát rồi em cứ đi làm đi. Nhưng mà về bát đĩa còn nguyên, thậm chí là gối đầu bát đĩa luôn, từ sáng đến trưa và từ trưa đến chiều. Thế là lại cãi nhau. Ngày xưa. Lại cãi nhau. Nhưng mà cái tật xấu đấy đến bây giờ là anh đã cải thiện được rồi đúng không ạ? Vậy tính đến thời điểm này thì chị còn nhìn thấy anh có những tật xấu gì mà rất muốn nói? Khi mà khi yêu ấy thì có thể chờ 45 phút hết một cuộn băng để đợi chờ nhau cùng đi chơi. Nhưng mà bây giờ đi vào siêu thị là em list ra những cái cần mua, nhưng mà anh không muốn em đi lượn lờ trong đấy lâu. Anh cho em đúng 5 phút, anh cho em 10 phút. Sao anh như mình giống nhau thế nhỉ? Cái kiểu đang ngồi giận nó rất là khó chịu. Không phải đâu, bởi vì là bây giờ không còn mang cái. Mà trong khi đấy mình là phụ nữ, mình biết có những cái mình dự định mua trong đầu từ ở nhà. Nhưng mà đến tự dưng mình thấy những cái đồ, phát sinh ra cái này nhà mình chưa có. Mình nghiên cứu, đúng không? Thôi mình mua thêm, đấy, chẳng hạn như thế. Và ở ngoài chồng ra là mặt mũi cau có, xong rồi khó chịu, xong rồi nhăn nhó cằn nhằn. Vậy thì có thêm gì nữa không? Chỉ kể cho bọn em nghe. Hút thuốc. Hút thuốc nhiều. Thật sự. Bây giờ anh hút thuốc.
rồi. Ôi. Và mình không thích người hút thuốc lá. Nhưng bây giờ vẫn phải sống chung như thế đến tận bây giờ. Cái tật xấu ấy là chưa thể bỏ được mà gây áp lực rất nhiều lần. Sao anh không chuyển sang vape đi? Đã hiểu rồi em. Tôi đã hiểu rồi à? Anh có phải là người thử cái này xong nghiệp cái kia luôn. Anh thấy tẩu rồi vết rồi thuốc lá điện tử, thuốc lá hút một lần rồi nó trùng các kiểu, đã hút thuốc thì nó nhiều cái nhưng mà đúng là cái đấy là mình phách không thể được như thế nào. Không biết là những giây đã bao giờ có cái kiểu như là mình sẽ bỏ bằng được, xong rồi ngày hôm sau mình lại thua nó, không bỏ được đúng không? À, bây giờ mình sẽ đến một phần rất là vui mà khán giả luôn luôn chờ mong, đó là phải trách nhiệm trả lời những câu hỏi nguy hiểm. À, bây giờ MCJ với OP xin phép quỳ tới anh chị hai bảng này ạ. Một mặt thì có mặt xanh, một mặt thì có mặt đỏ. CJ với OP sẽ lần lượt đưa ra một câu hỏi hoặc một câu nói nào đó. Nếu mình thấy câu hỏi đó hoặc là câu này đó nó đúng với bản thân mình thì mình hãy nhanh chóng đưa mặt xanh lên. Nếu không đúng thì đưa mặt đỏ lên. Và chúng mình sẽ không có một giây để nghĩ. Nghe câu hỏi một phát dừa bản lên. Hai anh chị đã hiểu chưa ạ? Dừa bản kia đúng không? Rồi, ok. Câu hỏi đầu tiên, tôi là người tức giận nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này. Vậy là chị tự nhận mình là một người nóng tính. Không phải, mà là trong suốt xuyên suốt cả một chiều dài. Ngay từ hôm đầu tiên chị đã giận. Chị đã giận tím tái mặt sợ hơn gì nữa. Vậy thì... Cho nên là một câu hỏi mà em không cần chờ. Đúng anh rồi, bởi vì anh này có thể phải là một người rất là liều. Anh bao dung trời bề luôn. Ok, câu 2. Tôi thấy đối phương không còn phong độ trong chuyện chăn gối như khi mới cưới. Wow, sau 15 năm. Wow, sau 15 năm vẫn giữ phong độ. Và em nghĩ là với cặp đôi này là sẽ càng ngày càng đi lên. Hai người đều là người đầu tiên của nhau, gọi là cơ bản cùng tiến. Đấy, chính xác, ok, wow, hợp lý. Câu hỏi hoặc là câu nói thứ 3. Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi có điều muốn thay đổi. Cho em xin phép em đoán nhé. Đó là nụ hôn đầu tiên của anh. Và lời cầu hôn. Nhưng còn của chị thì sao ạ? Chị muốn kéo dài, chưa lấy chồng ngay. Thật ra là lúc đấy mình chưa biết tích lũy. Mình chợt hiểu ra là đấy khi đến tận bây giờ mình nghĩ là mình lẽ ra mình phải có tích lũy mang lấy chồng. Có thể sau đấy khoảng 1 năm thôi cũng được. Tại vì lúc ấy mình cũng bắt đầu đi làm rồi. Tích lũy là như nào? Tích lũy về tài chính hay là về kinh nghiệm? Rồi, ok. Câu số 4 này. Tôi nghĩ hôn nhân của chúng tôi sẽ mãi mãi bền vững. Wow. Em cũng tin như vậy. Dù người này người kia có điều tốt, điều xấu cho đến đâu, mình vẫn luôn luôn nhìn nhận cái điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Thật ra những cái điều xấu nhất đã xảy ra rồi. Vậy thì đến giây phút này thì em CJ với em OP muốn cho anh chị một cơ hội. Hãy quay mặt với nhau, nhìn đôi mắt của nhau và hãy chia sẻ với nhau cả những gì mình đang suy nghĩ ngay luôn bây giờ. Mời anh chị ạ. Anh có điều muốn nói. Anh rất là cố gắng. Nhưng một ngày anh phải đưa ba đứa đi học, mỗi đứa một trường khác nhau, đưa em đi làm, đón. Rồi còn học thêm các kiểu, anh còn phải viết chuyện, anh còn phải thu chuyện, anh còn phải xử lý rất nhiều cái mà thời gian nó không đủ. Đôi khi việc nhà hơi sao nhãng một tí. Em về đừng cáu. Để cho anh cái thời gian để anh giải trình đã. Có những hôm anh rất là mệt. Anh đi ngoài trời nắng, anh đưa chúng nó đi học, đón về. Anh còn phải chạy cái deadline của cái kênh YouTube của anh. Anh cũng phải hoàn thành. Nhưng anh vẫn còn phải nấu cơm. Em cũng bảo anh phải giặt quần áo. Nhưng có thể sẽ quên việc đấy và anh quên thật. Chứ không phải là anh nói dối đâu, anh quên thật. Có nhiều việc anh quên thật đấy. Thực ra em đã cho anh thời gian mà. Anh giám đốc ba đứa sai suốt ngày em để chúng nó làm, để nó phơi quần áo, chúng nó rửa bát, cơm chúng nó đặt. Có hôm thức ăn thì có phải là anh làm đâu, món khó thì em làm, món dễ thì trứng rán, trứng luộc thịt băm là anh làm thôi. Nhưng mà ngày nào cũng phải làm món em, dễ. Em muốn anh là anh sắp xếp công việc, và nếu như anh có bất kỳ vấn đề gì về đưa đón, tức là mình có thể gọi xe để hỗ trợ. Và em thì chỉ muốn nói với anh một điều là nếu như em không nghe máy là em đang rất bận.
anh đừng cố gọi cho em quá nhiều lần, em đã để loa ngoài tất cả mọi người cùng nghe. Nhưng mà em biết là sâu trong tim mình chị rất là tự hào, rất là hài lòng với anh. Đó là lý do mà vì sao chị vẫn, hai người vẫn đang ngồi đây và kể cho bọn em nghe một câu chuyện tình rất rất đẹp. Từ bây giờ thì em muốn nhìn thấy anh chị bày tỏ tình cảm với nhau với những cái ôm, những cái hôn. Hôn à? À, vâng ạ. Lại còn dám bây giờ. Hôn kiểu mẫu giáo thôi. Hôn kiểu mẫu giáo thì được. Được. Thật chứ thế. Bao năm nay chị được có thấy đâu. Thực sự cái gì có thể gì đấy. Ok, UCJ đã luôn hứa hẹn với khán giả là chúng tôi sẽ luôn mời những cặp đôi rất là thú vị và có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ. Đây là một cặp đôi đã yêu nhau được 20 năm rồi. Và sẽ còn tiếp tục yêu nhau mãi mãi về sau. Chính xác. À, nếu các bạn thấy cặp đôi này cực kỳ hài hước và cực kỳ vui thì các bạn hãy bấm nút like ở đây nhá. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe để ủng hộ chương trình và chúng ta nhanh chóng đặt nút bạc. À, ngoài ra thì CJ muốn các bạn chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện của hai anh chị cũng như là quan điểm của riêng mình. Hãy comment ở dưới để chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện ở dưới phần comment. Đến giây phút này thì CJ muốn cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. CJ và Obi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.